Trung tâm cây giống trà hoa vàng Tam Đảo xin chào bà con. Ngày hôm nay tôi lại có thời gian để quay lại để tiếp tục làm một cái video theo yêu cầu của một số khách hàng trong thời gian vừa qua có bình luận ở tại kênh YouTube của chúng tôi muốn xem về các mặt hoa và chúng ta phân biệt các mặt hoa. Thì tôi lại có thời gian trong buổi chiều ngày hôm nay, thời tiết rất là ủng hộ để tôi làm cho bà con một cái video để chúng ta phân biệt về hai mặt hoa của hai loài trà hoa vàng. Thì trước tiên muốn giới thiệu cho bà con là bên cạnh tôi đây là một giống trà hoa vàng trong 24 loài trà hoa vàng. Thì đây là cái cây ba trễ. Thì những video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cái đặc điểm nhận biết của cây trà hoa vàng ba trễ rồi. Thế nhưng hôm nay thì chúng tôi muốn truyền đạt tới cho bà con về cái mặt hoa và cái mặt nụ của cái cây này, và so sánh giữa cây trà hoa vàng ba trễ và cái cây mặt hoa của cái cây trà hoa vàng Fanny Tam Đảo. Thì trước khi mà đến với cây Fanny thì chúng ta cần phải quan sát một số cái mặt hoa của cái cây ba trễ này trước đã. Thì bà con có thể nhìn đây, cây ba trễ thì chúng ta đánh giá là cũng là một trong những loài cây trà hoa vàng có cái năng suất hoa khá cao. Thế nhưng tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó là hoa khá nhẹ và nhỏ. Đó. Thì đối với cái cây trà hoa vàng ba trễ này thì lá nhỏ này, cành nhỏ. Đấy. Và cái mặt hoa của nó thì vẫn rất là vàng, nhưng tuy nhiên thì cái đặc điểm của nó là khi nó ra cái lộc non của hoa, cái nụ ấy, là nó sẽ đỏ rực lại như này. Và sau đó thì nó sau này nó nở ra thì bắt đầu mới chuyển vàng. Như cái bông này đây. Cái bông này bắt đầu đang ngả vàng rồi. Đó. Đây là cái đặc trưng của cái cây ba trễ. Thì cái cây ba trễ thì nhưng tuy nhiên thì hoa của nó sẽ không nở to được như các sản phẩm hoa của Hakoda Tam Đảo hay là Fanny Tam Đảo. Các dòng hoa Tam Đảo thì sẽ nở to hơn. Và hầu hết thì các công trình nghiên cứu của các giáo sư thì nghiên cứu về các dòng trà hoa vàng Tam Đảo nhiều hơn. Thì các bà con cũng biết những video trước tôi đã giới thiệu rất nhiều lần là Tam Đảo hiện nay chiếm tới 1/3 tổng số loài trà hoa vàng Việt Nam, tức là 8 loài trà hoa vàng. Đó, thì bà con nhìn đây là cái mặt hoa của cây trà hoa vàng ba trễ. Và đây là cái hình dáng của cây ba trễ. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho bà con về cái mặt hoa của cây trà hoa vàng Fanny Tam Đảo. Thì các bác đi sang bên này. Đây là cái cây trà hoa vàng Fanny Tam Đảo. Các bác nhìn ở đây, đối với các dòng hoa của Tam Đảo thì các bác nhìn có thể nhìn phân biệt được rõ ràng là hoa của Tam Đảo lở rất là to và lụ của nó rất là to. Thì cái cây Camellia Fanny này thì nó đặc trưng của nó là nó mọc ở độ cao từ 150 đến 300 m so với mực nước biển. Và nó là một trong những loài trà hoa vàng quý hiếm của Tam Đảo và nó có cái năng suất hoa rất là sai. Thì các bác nhìn đây. Rất nhiều hoa đúng không ạ? Nó mọc dọc cành. Đó. Đối với cái nụ ạ, thời điểm ra hoa của các loài trà hoa vàng hầu hết là như nhau. Và cái thời điểm nụ cũng vậy, cái độ tuổi khác nhau. Như đây các bác nhìn đây, cái nụ của cái cây ba trễ thì nó cũng cùng độ tuổi với cái cây Fanny này. Nhưng tuy nhiên thì cái nụ của cây Fanny thì nó sẽ nhỉnh hơn và to hơn. Và nó có cái màu vàng nó đẹp hơn. Đó, các bác nhìn đây rất là đẹp đúng không ạ? Lá của cây Fanny cũng vậy, nó khác với các dòng khác là nó nhỏ. Nhưng tuy nhiên thì cái đường gân lá nó sẽ vẫn là nổi gần giống cây Hakoda, nhưng lá lại không được to bằng lá Hakoda. Đối với cái lá của cây Hakoda thì nó to từ bàn tay, thậm chí là to hơn cả cái bàn tay, rất là to. Đấy, đặc trưng như vậy. Thì cái dòng Camellia Fanny này và cái dòng Hakoda của Tam Đảo ấy, thì nó có chung một cái độ cao. Nhưng tuy nhiên thì đối với trà hoa vàng Hakoda thì có rất nhiều loài Hakoda. Đó, Hakoda, Hakoda Enning và Hakodi. Đấy, có rất nhiều. Thế cho nên là chúng ta cần phải phân biệt chính xác về các dòng giống cây trà hoa vàng để chúng ta đảm bảo là nhận diện chính xác của chúng ta trồng và phát triển tốt, đem lại cái hiệu quả kinh tế cao, và chúng ta xác định được cái mục tiêu chúng ta trồng và phát triển làm gì. Đến với trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi thì chúng tôi có hỗ trợ bà con về cái kỹ thuật để chúng ta trồng cây trà hoa vàng làm sao để cho đảm bảo nhất. Đó. Và cái thứ hai nữa là sau này chúng ta trồng với số lượng lớn thì đơn vị trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi cũng hỗ trợ bao tiêu đầu ra cho bà con để đảm bảo chúng ta có cái nguồn cung an toàn để chúng ta trồng yên tâm phát triển nhân giống cái cây trà hoa vàng. Bởi lẽ cây trà hoa vàng hiện nay là một trong những loài trà hoa vàng quý hiếm và nó được gọi là nữ hoàng của các loài trà. Và giá thành của nó, các sản phẩm hoa thì hiện nay đối với những cái sản phẩm hoa trà sấy thăng hoa thì dao động từ 16 đến 24 triệu đồng trên 1 kg hoa khô đã được sấy lạnh. Đó. Thì bà con có nhu cầu muốn trồng hoặc là muốn hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật hoặc là tư vấn thêm những cái thông tin về cây trà hoa vàng thì bà con cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc theo đường dây nóng bà con add vào Zalo để được đội ngũ kỹ sư của chúng tôi nhắn tin và hỗ trợ tốt nhất cho bà con về các dòng giống loài trà hoa vàng. Hiện nay tại trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi cũng có các chuyên gia hàng đầu về giống cây trồng đang nhân giống và phát triển rất nhiều các giống cây trà hoa vàng khác nhau với đủ các loài
chủ yếu là những cái loài có đem lại cái năng suất, hiệu quả kinh tế cao để giúp cho bà con chúng ta trồng và phát triển kinh tế cho gia đình cũng như địa phương. Đừng ngại, hãy gọi cho chúng tôi theo đường dây nóng bên dưới để được hỗ trợ tốt nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây Giống Trà Hoa Vàng Tam Đảo.